Siêu thị điện máy Pico xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về dòng TV LG OLED Series B1. Thiết kế với kiểu dáng sang trọng và đẳng cấp, góp phần tăng thêm tính thẩm mỹ cao cấp cho không gian nhà bạn và nâng cao trải nghiệm xem. LG OLED Series B1 gồm có 4 model, trong đó model OLED 55C1 PTB 55 inch và OLED 65C1 PTB 65 inch là hai dòng sản phẩm được rất nhiều khách hàng lựa chọn cho không gian phòng khách rộng của gia đình. TV LG OLED Series B1 sở hữu công nghệ màn hình OLED mang lại khả năng hiển thị màu sắc rất chân thực và sống động. Cùng với đó là độ tương phản cực cao giúp màn hình hiển thị sắc nét. Gam màu trong mỗi khung hình đều rất rực rỡ và sống động. Mọi chi tiết nhỏ đều được thể hiện rõ với độ sáng cao, tạo cảm giác nịnh mắt và thoải mái cho người sử dụng. Bên cạnh chất lượng hiển thị xuất sắc và độ sáng cao, TV OLED LG còn có góc nhìn cực rộng, cho bạn trải nghiệm xem TV có chất lượng hiển thị tốt dù ngồi ở vị trí nào. Sự kết hợp giữa Dolby Vision EQ và Dolby Atmos trên TV LG tạo nên những thước phim điện ảnh ngoạn mục, thỏa mãn cả hình ảnh lẫn âm thanh. Công nghệ Dolby Vision EQ tự động điều chỉnh các cài đặt hình ảnh dựa trên thể loại nội dung và môi trường xung quanh, trong khi Dolby Atmos mang lại âm thanh vòm đa chiều sống động, giúp nâng tầm mọi trải nghiệm xem của bạn. Tại trung tâm của mỗi LG OLED TV là bộ xử lý AI 4K Alpha 9 thế hệ thứ tư, một chip đột phá sử dụng thuật toán học sâu để phân tích và tối ưu hóa nội dung. Mọi điều chỉnh hình ảnh và âm thanh đều là tự động, vì vậy tất cả mọi thứ đều trở nên thật ngoạn mục. TV OLED LG giúp đưa trải nghiệm game của bạn lên một tầm cao mới. TV có tốc độ làm mới 120Hz, tạo ra hình ảnh mịn hơn, cũng như chuyển động mượt hơn, cho bạn trải nghiệm game sống động hơn và cơ hội chiến thắng cao hơn. Với hệ điều hành webOS mới và công nghệ trí thông minh nhân tạo ThinkQ độc quyền của LG sẽ biến mẫu TV LG OLED Series B1 của bạn trở thành một trung tâm điều khiển thông minh, mang lại cuộc sống tiện nghi nhất.